Xin chào tất cả những người yêu nhạc, yêu đàn organ. Trước màn hình nhỏ của mọi người là một cây đàn PSR S550B. Cây này có chức năng đọc USB anh em nhé. Đây USB mạnh nhất gắn đằng sau nó đây này. Đây. Cây này thì hiện trạng còn đến tầm cỡ khoảng độ 90%. Vỏ không một vết lứt. Tất nhiên mòn và xước đấy là theo thời gian. Phím còn bóng nguyên nhá, không hề sơn tuốt. Âm thanh thì nghe cực trong. Ben nguyên bản luôn anh em nhé. Tất cả các phím còn nhạy, tắt. Và hiện tại mạnh nhất đã cài vào đây banh tiếng cũng như các cái style để anh em có thể sử dụng được rồi. Mời mọi người thưởng thức cùng mạnh nhất. Một tay cầm điện thoại và một tay tỉa lốt. Chứ mạnh nhất lại không chạy hợp âm. Hợp âm mạnh nhất chỉ để cố định là đô trưởng thôi. Nên các bạn nghe có thể sẽ cảm thấy rằng là thiếu mỗi khi hòa thanh. Nhưng mà mạnh nhất muốn test cho mọi người để mọi người biết được rằng là chức năng hoạt động của tất cả những phím đàn cũng như loa, mic và style là đều đồng bộ. Phím còn cực kỳ căng anh em nhé. Và trong này ấy thì nó đã lưu được 8 banh tiếng. Đây cụ thể cái đàn này lưu 8 banh tiếng. Và banh số 8 mình kiểm tra luôn thực tế xem nó là tiết tấu gì nhá. Banh số 8 mình để là Blast Sen này. Banh thì gồm có 8 tiếng và có điệu trong này cho anh em luôn. Ví dụ như là điệu số 1 nó sẽ là tiếng gì này? Số 2 này. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Số 6 này. Số 7 này. Số 8 này. Đấy, mình đã lưu 8 tiếng với một style vào đấy. Thì gồm có 8 banh thì sẽ có 8 style. Và mỗi một banh thì sẽ còn có 8 tiếng và đi kèm với một style để anh em về anh em sử dụng. Ví dụ như vào banh vừa rồi là banh 8 đúng không? Bây giờ xuống banh 7 này. Banh 7 thì xem nó sẽ là điệu gì. Vừa rồi banh 8 là điệu Black đúng không? Banh 7 nó sẽ là điệu nhạc sống Hà Tây này. Đấy ok luôn này. Đây banh trống anh em mọi người nghe luôn này. Như cái điệu nhạc sống Hà Tây này thì nó chỉ có banh A, chỉ có dồn trống phiêu A và phiêu B thôi, những phiêu C không có. Đấy, nên là ấn phiêu C nó sẽ không có tác dụng là như thế. Đây là đối với banh 7 nhá. Còn banh 6 này thì kiểm tra luôn banh 6 nó sẽ là cái gì. Nó sẽ là nhạc van này. Đây. Phiêu B này. Phiêu C này. Phiêu D này. Các phím chức năng đều hoạt động bình thường kể cả các phím bấm nhá. Nhưng có những style, có những tiết tấu mà cái người làm ra style, đây là mình đang giới thiệu mọi người là những style mình đưa trực tiếp từ USB vào đàn nhá, chứ còn nếu chơi các style trên đàn thì nghe sẽ không bao giờ hay đâu và không to đâu. Đây là mình lấy style ở ngoài vào thì cái người làm ra style người ta cho phiêu A, phiêu B hoặc không có phiêu C, hoặc không có phiêu B thì đấy là do tác giả
cái người làm ra style. Mạnh không làm ra style mà Mạnh chỉ là người trình diễn lại cũng như trải nghiệm lại cái style để mọi người xem theo thôi nhá. Đấy, và banh năm này, banh năm thì xem nó sẽ là cái gì, nó sẽ là hành khúc này. Đấy. Và banh 4 này, banh 4 nó sẽ là Habana nhá. Thế rồi banh 3 này, banh 3 nó sẽ là cha cha này. Banh 2 này, banh 2 nó sẽ là disco này, nhạc này bốc phết này. Và banh 1, banh 1 nó sẽ là snare rock này. Đây. Tất nhiên ở trong này nhá, mình mới đưa vào đây lưu 8 banh và gồm có 8 điệu. Mỗi một điệu sẽ có 8 tiếng thôi. Còn ở trong USB có rất rất nhiều mà anh em cần chọn. Ví dụ anh em cách chọn, anh em chỉ cần ấn user của style này nhá. Sau đó anh em ấn vào phần USB này thì nó sẽ ra tất cả các cái style mà Mạnh Nhất đang để trong USB này. Anh em có thể sử dụng và chơi trực tiếp trên nó luôn. Cực kỳ to nhá và dày tiếng. À, ví dụ như hành khúc này chẳng hạn, hoặc là vào passo này đi. Ok đi này, anh em xem luôn này. Vì làm sao mà tiếng nó nhỏ, mình muốn chỉnh to lên là bởi vì mình lưu theo banh tiếng. Và khi anh em chơi, anh em thích to thì anh em chỉ việc ấn vào cái function này này. Đấy, nó hiện ra này nhá. Thì anh em bắt đầu volume lên này. Volume style mình đang để có 80 thôi, mình tăng lên. Đấy, nó sẽ to, nó ok luôn. Đấy. Và anh em không thích passo thì anh em có thể chuyển sang van, hoặc là sang zumba, hoặc là snare rock, cha cha, remix chẳng hạn đấy. Chọn remix này. Zoom loa luôn đấy. Đây là nhiều lúc mình cứ phải cho volume nó nhỏ lại là như thế. Khi anh em vào đánh banh nhá, anh em vào đánh dàn nhạc ấy, anh em đánh biểu diễn ấy, anh em chỉ để tầm cỡ khoảng độ 6-70 thôi thì tiếng nó mới đồng bộ được. Chứ voice mà bé quá, trong cái style to quá thì anh em sẽ không chơi được đâu. Và chơi sẽ không nghe thấy voice đâu, không nghe thấy tiếng đâu. Đấy. Nhiều đấy anh em nhé, remix này. Rồi có cả nhạc tiết tấu của Tây Nguyên ở trong này cũng có. Rồi là có quan họ cũng có luôn này. Đây, quan họ này. Cảm thấy bé anh em ấn function tăng lên, bây giờ nó đang có 94 rồi, cho to lên 127 đi, mắc luôn. Bản chất của Yamaha là rất thật về tiếng, tiếng nó cực kỳ sáng và nói về âm sắc của nó thì cực kỳ to luôn cho anh em. À, anh em cứ thế mà dùng nha. Trong này mình để rất nhiều, rất rất nhiều rồi, anh em cứ thế dùng. Đây dốc này chẳng hạn này. Anh em có thích dốc, anh em thích bài hát sầu tím thiệp hồng, có cả bài hát sầu tím thiệp hồng này. Intro này mình sẽ ấn là intro 2, có luôn intro 2 cho anh em luôn này, đi luôn. Là thứ này. Mình sẽ quay toàn bộ cảnh cho anh em xem luôn.
hẹn gặp lại anh em ở video giới thiệu những cây đàn tiếp theo của Mạnh Nhất. Anh em có nhu cầu xin liên hệ 0901761976 nhá. Đây là số điện thoại của Mạnh Nhất này. Rồi. Mạnh Nhất duy nhất chỉ dùng một số này để làm số hotline và chăm sóc khách hàng. Anh em có thể nhắn tin trên Zalo cũng được. Mình có rất nhiều những dòng đàn từ 1 triệu cho đến 40 triệu đổ về. Anh em có thể sử dụng. Trước màn hình nhỏ của mọi người là cây này là cây 2000. Cây này thì bản chất tiếng của nó cực kỳ to rồi. Tầm giá nó cũng ngang ngang xem xem với lại S550 thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Mạnh Nhất nhá. Chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.